Trong năm 2020, bên cạnh những sự thuận lợi thì chúng ta cũng gặp rất nhiều thách thức. Nhưng các anh chị tư vấn viên IA miền Bắc Trung Bộ, bằng cái việc xác định mục tiêu rõ ràng, cách làm việc đúng đắn, chúng ta đã tiến tới cái mục tiêu đạt MDRT của IA Việt Nam. Năm 2021 thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu, bởi vì chúng ta có rất nhiều những yếu tố thuận lợi, từ môi trường làm việc của công ty, từ những thi đua, từ sự phát triển tăng trưởng của kinh tế của đất nước chúng ta, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ còn bảo vệ được nhiều khách hàng hơn nữa, và các anh chị chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu MDRT của mình. Tư vấn viên miền Bắc Trung Bộ uy tín, tận tâm, quyết tâm chinh phục mục tiêu MDRT 2022.